Rồi, tiếp theo đó là em tên gì ạ? Mất chụp hình rồi. À, tên Tiên. Ơ, nhầm, lộn. Quên giới thiệu xe mà nãy giờ cứ rung hoài. Giới thiệu mấy bạn này hoài. À, tên đã có mặt ở sự kiện Wilder 2020 của Yamaha được tổ chức. Đây là quy mô tổ chức trên toàn quốc luôn nha mọi người. Thì sự kiện hôm nay mình có mặt ở trung tâm văn hóa huyện Bến Lức nha. Sẽ tổ chức trong 2 ngày 24 và ngày 25. Ủa, ông đâu rồi? Anh Linh, làm gì đây vậy? Thì trước khi mình vô đây á, mình phải vô cái quầy này để mình đăng ký, hiểu không? Để đăng ký thì mình sẽ nhận được quà. Thôi, vô đăng ký để nhận quà đó mọi người. Bây giờ mình đang có mặt tại một cái gian hàng của đại lý Yamaha Dũng Phong. Đó, chuyên trưng bày nhớt. Rồi những cái phụ kiện mà bảo vệ xe. Rồi, ở đây có R15 luôn. R15 hình như mẫu này là mẫu mới nhất nè. 2020, đen nhám. Đó anh em. Ở bên đây có một chiếc Exciter màu đặc trưng của Yamaha. Mọi người ơi, mọi người thấy cái gì chưa? Thấy gì chưa? Mọi người có thấy cái mà mình đang thấy không? Thấy không anh em? Quay từ đó hỏi thấy gì không? Thấy gì? Thấy gì? Thằng này, gì kỳ quá. Đây, thì như thằng em mình nó nói là nó thấy thấy nữ biker. Thì bây giờ mình vô mình sẽ review nữ biker nha. Giỡn mọi người thôi, chứ hôm nay thực chất á, là mình sẽ giới thiệu cho anh em biết bốn cái màu xe mới của Exciter chuẩn bị ra mắt và đã ra mắt luôn rồi nha anh em. Đó, thì bây giờ mình vô mục đích chính vẫn là review. Mình vô mình chụp tấm hình, vô chụp tấm hình đi. Vô chụp tấm hình đi. Đây đây, đại diện nè. Đây thằng này mặc đồ đẹp ấy. Vô vô chụp tấm hình nè. Từ từ người ta đang chụp. Trời ơi là trời, thông cảm nữa, trên núi mới xuống. Rồi vô. Trời ơi. Vinh Tích đã vô chung với lại bốn thiên thần. Rồi ok. Rồi đi ra đi, được rồi. Thấy gái đẹp là sắp à. Vô mình tiếp tục vô vào review xe nha anh em. Review xe. Nhưng mà đứng ở đây mất tập trung quá. Thiệt sự luôn. Với một cái vẻ đẹp này rất là mất tập trung. Hả? Anh được lên hả? Anh đang tính review từng chiếc xe mà rung quá anh em. Trời ơi. Đứng đây đỡ rung hơn đó anh. Rồi, ở đây là muốn đun chân luôn. Rồi, thì bây giờ mình vô chiếc xe này trước ha. Đây, trước mặt anh em là cái mẫu trước mặt anh em thôi là mẫu xe, còn trước mặt tôi là rồi, trước mặt anh em đây là cái mẫu xe. Như anh em thấy màu chủ đạo là màu xanh, đen, cam. Đó, cái mẫu này có tên gọi là Blue Raptor. Nó tượng trưng cho một cái loại khủng long. Ở thời tiền sử á, cái thời mà mình còn gọi là chưa biết mặc quần áo á, đó, hồi xưa á, đó, vậy đi, cho nó gọn ha. Thì nó tượng trưng cho một cái loài khủng long rất là thông minh và có trí tuệ rất là ghê, kinh khủng. Thì cái tên này á, cái tên của chiếc xe này tiếng Việt á gọi là thú săn mồi. Ghê không? Chạy con xe này là bao ngầu luôn.
chạy là tưởng mình là siêu nhân khủng long không á anh em. Rồi tiếp theo đó là em tên gì vậy? Mắt chụp hình rồi. À tên Tiên. Ê, nhầm lộn, quên giới thiệu xe mà nãy giờ cứ rung hoài giới thiệu mấy bạn này hoài. À tên Tiên nha anh em, tên Tiên. Rồi đây là một chiếc xe Exeter giống như chiếc xe bên đây đó, nhưng mà nó là màu mới nha. Chiếc này có tên gọi là Rims Beast đó. Anh em thấy cái màu chủ đạo của nó không? Chủ yếu là cái màu xanh và màu đen đó. Và đặc biệt mình gọi bằng tiếng Việt với tên gọi rất là cá tính luôn, mãnh thú đến từ bóng đêm đó. Rồi tiếp theo nữa là bạn nữ khác trên chiếc xe khác. À không, chiếc xe nha anh em. Đó, đây là cái màu nè. Anh em thấy không? Màu xám đen. Cái tên tiếng Anh của nó là Night Flash. Đó, thấy chưa? Mà anh em nhìn nó thấy giống gì không? Giống như những tia chớp á. Màu xanh giống như tia chớp, còn cái màu xám mình nghĩ là nó giống như là cái mây đen á. Thì mình nghĩ cái này tiếng Việt cũng có tên giống vậy luôn, đó là tia chớp đến từ bóng đêm. Ghê chưa anh em? Ghê chưa? Em tên gì vậy? Trân nha anh em, Trân, tên Trân. À, bạn này tên gì quên rồi. Đây là Tiên. Đây là Tiên Phương Trân. Em tên Khanh. Rồi review xong hết rồi cho anh em rồi đó. Rồi chỉ cần thiếu cái Facebook của thôi là được à. Rồi tiếp theo, tập trung vô xe nha anh em, tập trung vô xe. Tiếp là chiếc cuối cùng. Tên tiếng Anh là Fidus. Đó. Anh em thấy không? Nhìn vô là thấy liền, màu đỏ cam bạc. Mình á, mình nghĩ giống như là cái hãng nghĩ gì đó, nó giống như là cái màu, nó giống như cái dạng như là lửa đi, cái này tượng trưng cho lửa nè đó. Còn cái này nè là khói rồi đó, này nọ đó, ý nghĩa của nó là biến tất cả thành tro bụi. Tên gọi tiếng Việt đó là quên rồi, tàn lửa đúng không? Rồi tên gọi của nó là tàn lửa. Ghê không nè, quá ghê luôn. Những cái mẫu mới đây đó, những cái mẫu mà đã ra mắt rồi á, những cái tên rất là ngầu luôn anh em. Nếu như mà mình hiểu ý nghĩa của nó, mình thấy nó càng đẹp hơn nữa. Rồi, vào đây. Giờ sẽ phỏng vấn người đẹp á. Thì em thích chiếc xe nào nhất? Em thích hết luôn. Cái gì? Em thích hết, màu nào cũng thích hết. Mua một chiếc thôi. Mua hết. Đòi mua hết luôn kìa. Em biết một chiếc giá đó bao nhiêu mà đòi mua hết? Một chiếc giá hiện tại là 47.990.000. Và vào ngày 1 tháng 11 sẽ được bán trên tất cả đại lý của Yamaha. Đó, mà đòi mua cái gì? Mua một chiếc thôi, chọn thôi. Ví dụ như anh thích là chiếc màu xanh nhất đó, lát nữa là anh sẽ lượm chiếc màu xanh về. Ok. Em trả tiền. Tiền đâu trả? Mua trả góp á, trời ơi là trời. Ở đây là chắc hẳn là anh em nào cũng phải thích. Trời ơi, toàn là xe độ không? Đây là một cái khu vực gọi là độ xe đó anh em. Rồi, đầu tiên, em biết những xe này xe gì không? Xe độ. Đó, ví dụ như đây. Xe. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Đây nè, đây còn yếu đi. Racing mode, yeah, ok. Đây. Đó. Tiếp. Đó. Toàn là xe độ độc không á anh em. Rồi tiếp. Đây. Ôi Vinic đâu rồi? Qua đây. Ủa mời coi xe bển rồi hả? Rồi. Anh em ngắm xe đi nha, cho nói nhiều quá mệt mỏi miệng quá. Anh em ngắm đi. Rồi qua đây. Sao quay ta? Ở đây sao quay ta? Rồi. Còn là xe đẹp không á anh em, phải nói là cực đẹp. Còn ông đợi camera quay phía trước không quay đi, quay cái đít xe làm gì? Đúng không? Mình phải quay phía trước anh em mới ngắm được chứ. Đó. Rồi anh em cứ ngắm đi nha, ngắm xe nha chứ đừng có ngắm mình nha. Độ đẹp quá. Biết cầu luôn nè. Quá đẹp.
135 mà làm lại đẹp không? Nhìn rất là cực đẹp. Này giống H2 ở nhà nè anh em. Rồi. Hết rồi đó nha. Hết rồi đó. Ông anh chuẩn bị chừng một ít phút nữa thôi là sẽ có biểu diễn xe mô tô. Có nghĩa là bắt đầu hạ gối rồi cái thứ đó. Người ta biểu diễn chứ không phải mình biểu diễn nha. Rồi, nhưng mà trong khi chờ cái thời gian đó thì mình vô mình sẽ chạy thử cái mẫu Exciter mà nãy mình thích. Ok. Mình sẽ chạy giúp dắt cho anh em á, cực kỳ nhẹ. Rất là nhẹ nha. Đối với những người hay chạy mô tô như mình á, sau khi chạy thử Exciter thì thấy xe chạy rất là bốc, tăng tốc nhanh nè, động cơ thì êm, khởi động rất là mượt mà, tay con và số rất là nhẹ, tay con bóp rất là thoải mái, không bị đau tay nha anh em. Nói chung là mình rất là hài lòng từ thiết kế đến cái khả năng vận hành của con xe Exciter 150 này. Các bạn biết không, hai event còn lại của Wide Rider Space 2020 sẽ được diễn ra ở miền Bắc và miền Trung nha. Mọi người hãy theo dõi fanpage Yamaha Motor Việt Nam để theo dõi những thông tin mới nhất. Thì sẵn đây là Sunnis sẽ bật mí cho mọi người luôn. Về miền Bắc sẽ là ngày 14-15 tháng 11 2020, diễn ra tại nhà văn hóa quận Thanh Xuân, Hà Nội. Còn miền Trung sẽ là ngày 5 ngày 6 tháng 12 năm 2020, diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thông tin, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đó là những thông tin mà Sunnis sẽ cập nhật cho mọi người đó nha. Còn bây giờ xin đến mọi người, Sunnis sẽ vô chụp ảnh với mấy chị xinh đẹp, bởi vì Sunnis là mê gái.